Ngày 3 tháng 4, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người trọng thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, Huỳnh Văn Phong, 23 tuổi, ngụ ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, lái ô tô chạy trên quốc lộ 91, hướng từ thành phố Long Xuyên đi thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Khi đến km 94, tổ 12, khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú thì ô tô bất ngờ lao qua làn bên trái ngược chiều tông vào xe máy do chị Nguyễn Thị Thúy Vi điều khiển chở theo Trần Ngọc Yến Phương. Ô tô của Phong tiếp tục đụng vào xe máy do Võ Thị Diễm Thư, 18 tuổi, điều khiển, rồi tiếp tục tông vào xe máy do ông Trần Phước Hậu, 59 tuổi, điều khiển. Chưa dừng lại, ô tô còn tông xe gắn máy của bà Ngô Thị Thơm, 42 tuổi, và bà Lê Thị Kim Hương, 69 tuổi, rồi lao vào đường dân y tông liên tiếp vào hàng loạt phương tiện khác đậu ven đường trước khi dừng lại hẳn. Tất cả nạn nhân bị ô tô của Phong tông trúng đều ngụ huyện Châu Phú. Họ đang chạy xe đúng làn đường trên quốc lộ 91. Vụ tông hàng loạt xe máy này khiến Vi bị gãy xương đùi, xương cổ tay, chấn thương đầu, Diễm Thư bị chấn thương đầu, tét đùi. Trần Ngọc Yến Phương bị đa chấn thương, Phạm Nguyễn Anh Thư bị đa chấn thương, Ngô Thị Thơm bị gãy xương cổ tay trái và tay phải. Các xe liên quan hư hỏng nặng. Qua kiểm tra nhanh, tài xế Phong dương tính với ma túy đá. Vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang thụ lý.